Xin chào toàn thể anh em nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại video mới nhất của em nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho tất cả mọi người một vài em than chim đã ăn cám gọi là sơ sơ thôi, chưa ăn cám cứng hẳn nhé. Đây, ngày hôm nay em sẽ lên cho tất cả mọi người 5-6 con than trống và một em than mái, và có một em than lỗi nữa. Đó. Đây, như tất cả mọi người thấy con đầu tiên này, hộc số 1 đó là một con than bị lỗi móng. Con này bộ khá to, chim thì xòe, bản đuôi xòe to đẹp luôn. Em sẽ bắt ra cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Đây. Đó. Con này nó bị móng, nó bị lỗi nhá. Lỗi móng ở đây. Đâu ấy nhỉ? Móng con này nó bị cụt một bên móng nhá. Nói chung là con này bị cụt một bên móng. Đó, con này. Con này thì nếu cụt một bên bóng như này thì em sẽ để cho mọi người là 100 con này về cắm áp hoặc anh em chơi. Đây đây, bị lỗi móng này. Đây các bác với anh em. Đó, móng biên nhá, móng biên bị cột đây. Đó, móng này bị cột nhá. Đó, chim bộ khá to, đẹp luôn. Đó, đây. Đây em thả vào đây nhá. Đấy, con đấy bộ to xòe đẹp á. Con đầu tiên nhá, con này bị lỗi móng này. Em người đánh dấu là con này lỗi móng biên này. Con này thì 100 nhá. Đó, con thứ hai này. Con thứ hai thì chim đẹp này, dáng cầu cầu, con này để trong hộc cứ zip zip. Đó, con này nhá. Con này bữa hôm nay em sẽ bán cho tất cả mọi người đồng giá đều là 250 một em, chim không tật lỗi là đồng giá 250. Chim này là chim của Đắk Nông nhá. Chim Đắk Nông thợ chỉ bẫy được có 1-2 con, mỗi một ngày chỉ thợ chỉ được bẫy được 1-2 con là đem về thôi các bác ạ, anh em nhá. Đó, chim này là chim Đắk Nông của vùng em nhé. Đấy, em xin nhắc lại. Hôm nay em sẽ bán đồng giá cho tất cả mọi người 250 một em như thế này. Chim không tật lỗi. Con này dáng cao cầu này. Đó, to dài, dáng cao cầu. Rồi, con số 3 nhá, cũng không tật lỗi này. Thì những con mà không tật lỗi thì em sẽ bán đồng giá là 250 nhá. Mọi người mà kết được em nào thì cứ nhớ trong cái hộc đó. Đó, em có đánh dấu hộc rồi. Hộc số 1, hộc số 2, hộc số 3, hộc số 4, hộc số 5. Đó. Cứ mỗi một dãy này là 5 hộc. Đây là một em than mái này. Đấy. Còn trước tiên em quay về con hộc số 2 trước nhá. Đây, số 2 dáng cao cầu này, chim không tật lỗi, móng nước đầy đủ, chim đẹp luôn. 250 một em nhá. Đó, 250 một em như thế này. Chim khá là đẹp luôn. Đây, để em bắt ra cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Này, đây, móng miếc ok này. Đó, móng miếc ok nhá, chim đẹp nhá. Không tật lỗi nhá, chim bộ ở Đắk Nông này thì chim bộ khá to đấy. Nói chung là nó không phải là có những con thì to cực kỳ luôn, nhưng có con thì bộ nó chỉ chung chung thôi. Đó, con số 2 nhá. Dáng cao cầu rất đẹp luôn. Đó, che luôn. Em vừa bắt vào cái là hấp che. Con số 2, 250. Con số 3 cũng 250. To đẹp, dài. Chim không có tật lỗi. Con số 4 là con mái. Con mái này thì bị đơ mốt một ngón. Thì con mái này em sẽ bán cho mọi người là 100 nhá. Con mái này, con mái dành cho tất cả các bác hoặc anh em mua về ghép đẻ hoặc là kích chơi. Cái trống hót chơi đó, con mái này bị đơ thì em bán là 100 nhá. Rồi, con số 5. Rồi, hộc số 5, con này to dài đẹp luôn. Đó. Em đang nhảy. Con này thì cũng bán là 250 một em nhá. Con này thì to này. Con này to dài luôn, bộ to dài luôn. Hơi nhát. Than thì nó vẫn nhát từ trước đến giờ rồi. Đó. Đây em bắt cho tất cả mọi người cùng xem con này nhá. Con này bộ to đẹp cực kỳ luôn á. Đó. Đây. Đây nhá mọi người. Chim thì không tật lỗi nhá. Đó, móng miếc đầy đủ ok này. Đấy. Đẹp chưa? Bộ khá to dài nhá. 250 một em, hôm nay em bán 250 nhá. Các bác hoặc anh em nào mua hai con thì em ship nhá. Chứ còn một con thì em ngại không đi ship được, tại vì từ nhà em ra đường quốc lộ 14 thì hơi xa.
Kim thì em xin đậu tại Đắk Nông, em ở Đắk Nông nhá. Đó, các bác thì hoặc anh em nào mua thì làm ơn là mua hai con thì em mới ship. Một con thì em không ship đâu nhá. Đó, thì em bán 250 một em, hai con là 500. Đó, đây là con số 5 nhá. Tiếp tục để quay con số 6 và con số 7. Đây, con số 6 đây nhá. Số 6 và số 7 đây. Đó. Thì chim không tật lỗi nhá. Con này đẹp nữa này. Đấy, con này to đẹp dài, con số 7 này. Con số 6 này. Đấy, còn hai con này nữa. Thì đều đồng giá là cũng là 250 một em nhá. Đấy, có 7 em. Một em mái và 6 em trống thì em có trống các học hết rồi. Thì các bác hoặc anh em nào mua con nào thì cứ nói là học số mấy để em biết rồi em sẽ bắt, em sẽ giao cho tất cả các bác cùng anh em. Chim thì em sẽ kiểm tra là móng mép đầy đủ rồi em mới giao, còn con nào mà bị lỗi hoặc bị cụt móng hay như nào thì em sẽ báo luôn cho các bác với anh em được biết. Đó. Rồi, chim cò hôm nay em lên cho các bác với anh em một vài con than. Chim nó đang chuẩn bị ăn cám cứng. Em bán với giá 250. Thì bác nào hoặc anh em nào mà kết thì cứ liên hệ em. Số điện thoại thì em sẽ để trên màn hình. Rồi, một lần nữa xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em nhé.